Hi hi hi, xin chào. Chào mừng các bạn đến với Việt Nam Thức Giấc. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Mặc dù năm 2023 vừa qua có nhiều khó khăn, nhưng nền kinh tế Việt Nam cũng có những điểm sáng tích cực. Bức tranh về tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2023 tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế Việt Nam năm 2023. Quý 1/2023 tuy có sự sụt giảm về số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 33.905 doanh nghiệp, giảm 2% so với cùng kỳ 2022, nhưng vẫn gấp 1,02 lần so với mức bình quân theo quý giai đoạn 2017-2022, 33.191 doanh nghiệp. Trong các quý tiếp theo, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, kịp thời ban hành nhiều chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có đà phục hồi ấn tượng, luôn ở mức trên 40.000 doanh nghiệp, là mức cao nhất theo quý từ trước tới nay. Quý 4 năm 2023 có 42.952 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2022, gấp 1,3 lần so với mức bình quân theo quý giai đoạn 2017-2022. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2023, 159.294 doanh nghiệp, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022. Lần đầu tiên chạm mức kỷ lục gần 160.000 doanh nghiệp, gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2017-2022 và tăng 4,6% so với ước thực hiện cả năm 2023. Tổng số vốn đăng ký mới của doanh nghiệp gia nhập thị trường có sự cải thiện qua các quý của năm 2023. Quý 1 đạt 310.311 tỷ đồng, 397.126 tỷ đồng trong quý 2, quý 3 và quý 4 đã tăng lên mức 379.319 tỷ đồng và 434.483 tỷ đồng. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2023 là 1.052.575 lao động, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2022. Theo khu vực kinh tế, năm 2023 có 1.776 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 9,3% so với năm 2022. 38.000 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 4,8%. 119.500 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 8,3%. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2023 đạt 58.412 doanh nghiệp. Qua đó, góp phần đưa số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường ở mốc 217.706 doanh nghiệp, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022 và gấp 1,3 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong năm qua. Tính chung trong năm 2023, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 89.100 doanh nghiệp, tăng 20,7% so với năm 2022. 65.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 28,9%. 18.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,1%. Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, ngừng hoạt động hay giải thể trong năm 2023 có thời gian hoạt động ngắn dưới 5 năm, tập trung chủ yếu ở quy mô nhỏ dưới 10 tỷ đồng. Trong bối cảnh đó và trên cơ sở tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2023, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh dự báo tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2024 dự kiến tăng 2% so với năm 2023, đạt khoảng 162.500 doanh nghiệp. Đối với số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, trên cơ sở tình hình năm 2023 giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2022, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh điều chỉnh ước thực hiện năm 2024 từ 74.000 doanh nghiệp xuống còn khoảng 68.000 doanh nghiệp, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường năm 2024 dự kiến sẽ vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, mức tăng này kỳ vọng sẽ hạ nhiệt đáng kể so với giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài. Cục Quản lý đăng ký kinh doanh dự kiến con số này tăng khoảng 3,5% so với cùng kỳ năm 2023, tương đương hơn 178.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trong đó, có khoảng 10% là số lượng doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể, thực sự chấm dứt hoạt động và rời khỏi thị trường. Triển vọng cho kinh tế năm 2024. Theo các báo cáo phân tích, triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2024 khá khả quan. Cụ thể, cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch Ratings dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ đạt 6,3% vào năm 2024 và 7% vào năm 2025. Còn theo báo cáo triển vọng phát triển châu Á ADO do Ngân hàng Phát triển châu Á công bố mới nhất, ADB dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2024 của Việt Nam sẽ được duy trì ở mức 6%. Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cũng dự báo Việt Nam đứng thứ 20 thế giới với mức tăng trưởng năm 2024 đạt 5,8%. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương nhận định năm 2024 là năm bứt phá của chặng đường kinh tế 5 năm giai đoạn 2021-2025. Do đó, Chính phủ, các bộ ngành địa phương cũng sẽ dốc toàn lực cho chặng đường về đích này.
Đây có thể là những thuận lợi mang tính chủ quan, nhưng cũng là áp lực lớn cho các hoạt động kinh tế của đất nước. Trong bối cảnh thế giới nhiều bất định, Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Đây là nền tảng quan trọng để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng như kỳ vọng. Năm 2024, Quốc hội đã quyết định mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 6-6,5%. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế các quý năm 2024, Tổng cục Thống kê cho rằng phải ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, tạo niềm tin cho người đầu tư, kiểm soát tốt lạm phát. Cùng với đó, phát huy hiệu quả các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng, chính sách thúc đẩy đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các thị trường đất đai, bất động sản, xây dựng, du lịch, vốn. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, ưu tiên các dự án sắp hoàn thành, sớm đưa vào sử dụng các dự án có quy mô, có tiềm năng nhằm duy trì và mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh. Song song với giảm thuế, hoãn thuế, cần giảm các loại phí và hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm những thị trường mới, tận dụng tốt các FTA đã ký kết, đẩy mạnh đàm phán, ký kết thêm các hiệp định mới, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp. Ngoài ra, thực hiện có hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước, thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thương mại điện tử để mở rộng tiêu dùng nội địa, vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chú trọng đầu tư hiện đại hóa hệ thống phân phối ở vùng nông thôn, miền núi để đẩy mạnh đưa hàng Việt về nông thôn, triển khai các hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa tại các địa phương có sản phẩm đặc thù, lợi thế. Bức tranh kinh tế Việt Nam 2023 qua phân tích của chuyên gia kinh tế. 3 điểm nhấn, 3 bài học kinh nghiệm năm 2023 và 5 kiến nghị cho năm 2024 đã được chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực phân tích tại Hội nghị Chính phủ và Chính quyền địa phương diễn ra ngày 5 tháng 1. Nêu câu hỏi năm 2023, kinh tế nước ta có thực sự phục hồi hay không? Tiến sĩ Cấn Văn Lực khẳng định là có phục hồi. Thực tế, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, cả năm đạt 5,05% và cao hơn bình quân thế giới khoảng 2,9%, bình quân của ASEAN là 4,3%, đây chính là điểm nhấn đầu tiên. Chỉ số thứ hai là sản xuất công nghiệp, phục hồi từ mức âm 8% đầu năm lên mức dương 3% vào cuối năm, xuất khẩu phục hồi từ mức âm 26% đầu năm lên mức âm 4,4%, tức là mức âm đang giảm dần. Doanh nghiệp đang phục hồi, bớt khó khăn hơn, từ chỗ số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường ít hơn so với số doanh nghiệp rút ra khỏi thị trường, đến quý 4/2023 đã nhiều hơn gấp 1,3 lần. Trong bối cảnh FDI toàn cầu ước tính giảm khoảng 2%, du lịch phục hồi rất tốt, nông nghiệp vượt khó thành công. Ông chỉ ra rằng, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, trong đó có 4 chỉ số quan trọng, lạm phát bình quân 3,25%, trong khi thế giới là 5,5%, lạm phát cơ bản giảm xuống mức 4,16%, trước đây là 5,1%, chứng tỏ lạm phát giảm tương đối bền vững. Tỷ giá ổn định, thị trường tài chính tiền tệ cơ bản kiểm soát tốt trong bối cảnh thế giới rất nhiều rủi ro, đặc biệt là ngân hàng lớn của Hoa Kỳ và Thụy Sĩ phá sản vừa qua. Rủi ro tài khóa ở mức trung bình, nợ công, nợ nước ngoài, thâm hụt ngân sách, nghĩa vụ trả nợ của chính phủ dưới ngưỡng quốc hội cho phép. Đồng thời, an ninh lương thực được đảm bảo, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản dần phục hồi cho dù còn nhiều rủi ro. Chính vì vậy, chúng ta được Fitch Ratings nâng hạng. Điểm nhấn thứ ba là công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế, ngoại giao nhân dân đạt kết quả rất ấn tượng. Ba bài học kinh nghiệm được chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực nêu đó là phản ứng chính sách kịp thời, đặc biệt chính sách tiền tệ đảo chiều ngay từ cuối quý 1 năm 2023, chuyển từ chắc chắn sang linh hoạt, nới lỏng, thận trọng và chúng ta quyết định giảm lãi suất, cho phép cơ cấu lại nợ với doanh nghiệp và người dân. Chính sách tài khoá mở rộng có trọng tâm, trọng điểm và các cơ chế, chính sách hỗ trợ phục hồi sau Covid-19 vẫn tiếp tục được duy trì trong năm qua. Hai là quan tâm và thực hiện các quy hoạch. Vừa qua, nhiều đạo luật quan trọng và nhiều chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho lĩnh vực y tế, giáo dục, đất đai, xây dựng, bất động sản, vốn và du lịch được ban hành và triển khai quyết liệt. Bài học thứ ba là sự đồng lòng, đồng hành của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là từ chủ trương của đảng đến luật hóa, hành pháp, chấp pháp về cơ bản được triển khai tương đối đồng bộ, nhất là sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành địa phương và doanh nghiệp thời gian qua. Nêu lên 6 chữ rủi ro, bất định và thận trọng, trong năm 2024, chuyên gia Cấn Văn Lực nhận định tăng trưởng kinh tế của thế giới về cơ bản sẽ đi ngang hoặc có thể giảm hơn so với năm 2023, lạm phát giảm nhưng vẫn còn cao, lãi suất trên thế giới vẫn còn rất cao, rủi ro về tài chính, rủi ro về an ninh lương thực trên thế giới còn nhiều, tác động tiêu cực đến vấn đề về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu. Theo ông, chúng ta phải hết sức nỗ lực mới đạt được chỉ tiêu mà Quốc hội, Chính phủ đã đề ra là tăng trưởng 6-6,5%, lạm phát kiểm soát ở mức khoảng 3,5-4%. Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV Cấn Văn Lực nêu 5 kiến nghị.
ông mong muốn Quốc hội, Chính phủ tiếp tục đồng hành chỉ đạo để phát huy tốt các động lực tăng trưởng, xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng. Phải kết cấu cả đầu tư và tiêu dùng, động lực tăng trưởng mới hết sức quan trọng, cần khai thác tốt hơn là kinh tế số, kinh tế xanh, liên kết vùng, đặc biệt là ba cực tăng trưởng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đóng góp 32% tăng trưởng của cả nước trong năm qua. Hay là tiếp tục duy trì những cơ chế chính sách về tài khoá, tiền tệ như hồi Covid cho cả năm 2024, đặc biệt quan tâm hơn đến phối hợp chính sách, đến rủi ro hệ thống, rủi ro liên thông giữa tài chính, bất động sản. Kiến nghị thứ ba, tiến sĩ Cấn Văn Lực đề cập là phải tiếp tục kiên định ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh thế giới còn rất nhiều bất ổn, để nhanh hơn, mạnh hơn cơ cấu lại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng yếu kém và vấn đề xử lý nợ xấu vì nó đã và đang tăng. Bên cạnh đó, ông cho rằng cần tiếp tục quan tâm hoàn thiện và thực thi thể chế. Vấn đề thực thi là rất quan trọng, nhất là các quy hoạch, các luật quan trọng vừa qua được ban hành, xây dựng các mô hình kinh tế mới, kinh doanh mới. Điểm cuối cùng, theo ông, là cải thiện chất lượng tăng trưởng vốn dĩ khá thấp trong vài năm qua. Năng suất lao động của chúng ta vừa qua chỉ tăng 3,65%. Hãy luật hóa và cụ thể hóa những chính sách, cơ chế để bảo vệ cán bộ, bảo vệ người dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, mới đảm bảo song hành là vừa chống tham nhũng và phát triển kinh tế, xã hội, chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực nhấn mạnh trong phần cuối phát biểu của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!